trường thẩm mỹ Cetaback Beauty Academy trên vùng South Orange County, chuyên dạy tóc, facial, nail barber, professional makeup, nối lông mi, thầy cô kinh nghiệm và trường có cộng tác với những công ty lớn như Paul Mitchell, Poise Professional Makeup, Dermalogica, v.v. Sau khi tốt nghiệp bằng tóc, học sinh sẽ nhận được 43 unit tương đương với các unit của các trường đại học. Mọi chi tiết xin liên lạc Ý Nhi 714-981-6555, 714-981-6555. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình của Ý Nhi hôm nay đang trò chuyện với nữ ca sĩ Ngọc Hạ. Nhi đang tò mò về cái 5 năm trước, cái chương trình rất là thành công mà do nữ ca sĩ Ngọc Hạ tổ chức tại Performing Arts Center. Thì tại sao là tại vì 5 năm trước thành công quá, cho đến 5 năm sau nữ ca sĩ này mới có thể mang về lại một cái chương trình tương tự như vậy, phải không em? Yeah. Vậy 5 năm trước ca sĩ của em mời là có ai? Ca sĩ của em năm trước chỉ có 4-5 người thôi. Khánh Ly nè, Trần Thế Hòa, Nguyên Khang, có khi Thiên Tôn, dạ, và em. Ít như vậy thôi. Dạ. Nói tới về cái chương trình ca nhạc, nó cũng đủ màu sắc hết, có nhiều loại lắm. Dạ đúng. Phải không em? Dạ. Đối với cái chương trình của em đó là nghệ thuật lên hàng đầu để mà chúng ta gửi đến cho quý vị. Dạ. Thì cái dàn xếp của em và những cái bài vở em chọn lựa và cả ca sĩ và cũng như ban nhạc, thì em theo chị thấy cá tính em rất là khó tính, thì em làm sao biết đấy? Thường thường nói quý vị, mình thấy tại vì từ đó trước phát triển trong cái perform của em, cái giọng hát của em, cái đó theo chị nghĩ thôi. Thì một người mình phải giữ cái vị trí của mình cũng vậy nữa. Thì mình phải cần có một cái sự tuyển lựa. Yeah. Tất cả mọi thứ. Thì đối với em nó khó khăn. Và có khi nào em nghĩ là cái này nó hơi too much em không? Tại sao em không chỉ đi hát thôi, mà tại sao phải làm những cái chương trình như vậy cho nó khổ? Vâng, khổ thiệt. Nếu mà nói về cái đó là em cũng khóc luôn. Tại vì chị biết hồi cách đây 5 năm là em vừa làm coi như là ca sĩ của em trong chương trình đó, họ không có thời gian để mà break time. Đúng. Họ phải luôn luôn đứng bên cánh gà và thay đồ tại chỗ để mà tiếp tục lại phải đi ra, cho dù là một câu, hai câu hát trong cái tiết mục đó mà thôi. Nhưng mà họ phải luôn luôn ở đó. Và em là người mà ngoài cái lúc mà em ra em diễn chung với họ, hoặc là riêng em dài lâu trong bao nhiêu phút đó, thì em cũng phải đứng bên cánh gà để mà nói là họ phải bận cái gì. Lúc đó nói chung là về cái kinh tế nó còn khó khăn, với lại em nghĩ là chắc có thể em ôn được thì không cần phải chi phí nhiều quá, tại vì đã nặng cho cái chuyện chi phí rồi, cho nên là em ôn luôn. Mà cũng may lúc đó cũng trời Phật thương thì cũng có sức để mà làm tốt được mọi việc. Đúng rồi. Tại vì ngày xưa chị cũng có làm qua chương trình lớn. Chị cũng đã từng đứng trong cánh gà, đã từng thay quần áo rồi cũng la lối sùm khi mình vừa la người khác vừa giúp xong người rồi ta. Đó cái đến phiên mình á, cái ra cái mũng xỉu luôn á. Ca không nổi. Cái đó là nhép miệng thôi đó nha cưng. Mà chị còn ca chưa nổi nữa. Không chi mà em lại ra mà em ca live như vậy được. Dạ, nhưng mà ôi, phải nói cảm ơn những ca nghệ sĩ đã làm cho chương trình nó trọn vẹn lắm. Ai cũng hát tốt hết, mà khán giả coi như lúc thì cười như cười bò lăn, tại vì những tiết mục mà chung với nhau, những tổ khúc với nhau đó, ca sĩ họ cởi mở, giống như họ thân thiện với nghệ sĩ, với khán giả, họ làm cho chương trình đó rất là hài hòa, như là diễn chung với anh chị em trong gia đình vậy. Nhìn trong cái poster của em, theo chị cảm nhận, em cái gì cũng đòi the best. Mình đều mong ánh sáng nè. The best âm thanh, rồi the best singer, the best musicians, everything the best. Cái chi phí nó nặng lắm em. Dạ, em biết là thực sự vé mà bán hết đó, em cũng vẫn không đủ. Đúng. Dạ, nhưng mà đó là cái mà những người nghệ sĩ họ muốn gửi đến, giống như một nhà đầu bếp vậy đó. Họ thích một món ăn của mình, khi mà mời đến vị khách quý ăn cái món ăn đó, vị khách thưởng thức cảm thấy là hài lòng. Hay. Ở trong đó chị thấy âm thanh đối với ca sĩ rất là quan trọng. Dạ đúng rồi. Mà trong cái poster chị thấy có âm thanh do công ty của Premier Production
tên gì? À, Premier Production là công ty của Việt Anh. Việt Anh. Dạ, là... Nói tới một người làm âm thanh mà nói cái tên Việt Anh không đó là chị đã biết anh này anh chặt thẳng tay luôn đó. Dạ. Tại vì thường thường á quý vị đi đâu mà quý vị biết mà có âm thanh của Việt Anh đó là mình nói wow. Cái show này là được đấy nha. Cái show này là chịu trả tiền đó nha. Hả? Ừ, có phải không em? Dạ nhưng mà anh chặt em về em chặt lại. Thì nói tới cái chương trình, nói tới Việt Anh thì cho nói một chút xíu về người bạn đời của em. Dạ. Thì trời ơi, giờ chị nói ghê, coi như bà con biết hết trơn. Thì làm sao giấu được. Giống như là em cũng với ông xã em thì ở trên kia cũng như là được bao lâu rồi và quen biết từ đâu? Này gọi là hương xưa đó phải không? Quay lại giống như cái live show của em vậy đó, hương xưa nó nhắc lại chuyện cũ đó. Dạ. Thôi mà chuyện cũ mà sơ sơ thôi. Nó cũ đó rồi. Ừ, chắc là quý vị biết mà chị chưa biết. Là em đang kể em đi, quen với ông xã em tốt ở bên Việt Nam à? Dạ không, em cũng là một ca sĩ trong một cái chương trình lớn mà ông xã em làm. Lúc đó là ông xã em kêu toàn diva không à. Ừ. Mà tự nhiên cái hôm bữa có một cô diva của hôm qua được. À thế là nhét đi vô em vô. Là đi vô chứ mày đi vô. À đi vô, em là đi vô kể nó đi mượn vậy đi. Em đi vô nhét vô đỡ vậy đó. Dạ. Dạ. Cũng thì, là từ lúc đó đến là dạ, coi như là become là... a history. Dạ. Rồi nói tới với nghệ sĩ với nhau thường thường làm chung nhau chung nghề rồi cũng đi ra đi vô gặp nhau thì có khi nào em có bất mãn về cái việc làm của ảnh cũng như là ảnh bất mãn về cái việc làm của em, chẳng hạn bây giờ ảnh là cái người âm thanh, có khi nào ảnh chỉ nói ví dụ thôi nha, em đang hát cho nó trời cha dở quá làm sao âm thanh cái gì được, có khi nói vậy không, có khi nào gây lộn không? Đâu để đó chứ, về nhà đóng cửa lại. À thì đóng cửa lại thì dữ rồi, đóng cửa là thì ở nhà em xử thôi. Lại chị đừng có hỏi nha. Đúng. Nói tới cái về đi ca hát của em thì ngày xưa em có độc quyền những các trung tâm lớn. Ừ. Bây giờ thì sao? Dạ bây giờ là em freelance. Freelance. Vâng, trước đây là cũng nhờ trung tâm Thúy Nga, nói chung là em cũng đến với tất cả sự yêu thương bằng từ trung tâm Thúy Nga. Sau đó thì em có cộng tác với trung tâm Vân Sơn nè, trung tâm Asia. Wow. Bây giờ thì em là ca sĩ freelance. Vậy là em cũng hát cho, là đầu tiên là hát cho Thúy Nga trước. Dạ, cũng được mấy năm phải không em? Uh-huh. Xong rồi em mới được mới đi hát chỗ này chỗ kia. Dạ, hát cho Thúy Nga khoảng được 4-5 năm. Cảm tưởng em thì thường thường như thế nào mình độc quyền với một trung tâm với mình, một người ca sĩ ca freelance? Cái gì cũng có cái tốt trong đó. Và có những cái mà ví dụ, nói chung là trung tâm họ cũng rất là cởi mở, nếu mà ca sĩ đó họ muốn làm những cái gì riêng, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà khi mà ra freelance rồi thì mình lại càng muốn có những cái khác mới lạ hơn. Đúng rồi. Và những cái ý tưởng, những cái khám phá mới của một người nghệ sĩ. Vậy là từ cá nhân em bây giờ có ra những cái CD hay là MV gì không? Có chứ thưa chị Nhi, em ra bây giờ cũng được 7 cuốn CD rồi. 7 cuốn CD? Ừ. Ồ, vậy là một năm em ra một cuốn CD hay là em cho em phát hành được nhiều CD? Chị biết bây giờ thì cái âm nhạc á, nó cũng bị bão hòa, nói chung là nó không có giống như hồi xưa mà người ta đi mua CD nữa. Đúng bây rồi. Giờ chị ở đây nhà chị bận bịu quá, chị chỉ cần vô Google search một bài hát nào chị muốn là chị cũng có thể nghe. Và cũng có thể nghe nguyên cái CD của người ca sĩ đó. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà là em tự post lên, nhưng mà em đi show thì em vẫn mang những cái CD của em đi để em bán chứ. Để mà giao lưu với khán giả, họ nhớ tới mình. Tại vì thì mình cũng có những CD, nhưng mà bây giờ ca sĩ thường không có làm CD nhiều nữa. Tại vì cái đó nó bị giới hạn. Vậy mà đối với em bây giờ thì em promote để mà cho khán giả, thì em promote như thế nào? Đúng rồi, ví dụ mình làm show. Đó, hoặc là bây giờ có nhiều ca sĩ họ tự làm những chương trình tại MV. Chỗ, tại nhà MV đó. Bằng mọi cách để mà tiếp cận với cái người khán giả yêu thương và nghe nhạc. Vậy em có làm những cái gì đó hay không? Có chứ, em cũng có làm. Với là cái trang nhạc của em là thường thường ta vô YouTube để có thể kiếm được Ngọc Hà hay là vô Facebook mới kiếm được Ngọc Hà? Dạ đúng rồi, Facebook cũng có mà YouTube cũng có. Dạ tên gì?
YouTube của em là Ngọc Hà Channel thôi. Ngọc Hà Channel quý vị, yeah. Ngọc Hà Channel thì trong đó có đầy đủ những cái tài liệu của Ngọc Hà. Rồi nếu mà Facebook thì sao? Facebook thì nhiều hơn, channel Ngọc Hà thì em mới mở thôi cho nên vẫn còn nghèo nàn lắm. Tại vì em đang lo với live show của em nè, không còn thời gian để em làm gì cả. Ừ, vậy mà chỉ vào quảng cáo. Vậy cái live show của em kỳ này có thâu hình để mà bỏ lên cái YouTube hay không? Em hy vọng là em có thể làm được điều đó. Em nên làm để chị vào quảng cáo. Sau phần quảng cáo chúng ta sẽ nói thêm cái chương trình hương xưa sắp tới của nữ ca sĩ Ngọc Hà.